Ngày 10 tháng 10 năm 1954, nhà hát lớn được trang hoàng rực rỡ. Người dân Hà Nội treo ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh lên phía trước tòa nhà cùng băng rôn, biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về thủ đô. Đến 15 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954, trên nóc nhà hát thành phố nổi lên một hồi còi dài báo hiệu cho lễ thượng cờ lịch sử tại cột cờ Hà Nội. Đây cũng là nơi Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính đọc diễn văn khai mạc trong ngày Ủy ban Quân chính ra mắt nhân dân thủ đô tại Nhà hát lớn Hà Nội. Nhà hát lớn được xây dựng từ năm 1901 đến 1911, được coi là một công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội. Nhà hát nổi tiếng này là nơi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhóm họp và thông qua Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập. Đây cũng là nơi tổ chức kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 1, kỳ họp đầu tiên trong hòa bình của thủ đô. Kể từ đó đến nay, nhà hát lớn luôn là trung tâm của các cuộc hội nghị, meeting quan trọng và các buổi biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.